Nó chạm mà đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Phải không? Chạm mà có mà. Ê, có mà. Đó, đó, đó. Thấy xanh không? Đó. Thấy bắt công lên phường kiện. Quay lại luôn. Quá dữ. Đang mở cửa mọi người ơi. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại với quay lại với channel của mình. Hôm nay là anh em nhận qua chơi. Mình có chuẩn bị sẵn quà tặng này mọi người. Wow. Bà Rong Nho. Hôm nay là có một cái game mini rất là vui. Ai mà thua sang ngụ tạc, còn người nào thắng cùng đến cuối cùng á thì sẽ được thưởng một phần thưởng, đó là dưới 100 triệu đồng. Yeah. A few moments later. Bây giờ là 9 giờ rồi. Anh em mình cũng chưa qua. Hello, xin chào. Cái máy hoành tráng vậy, biết đâu. Chào em. Cách đi bộ qua ba siêu thị mua cái trái xoài. Mà tủ là tủ này đây luôn. 8 rưỡi lên tới đây rồi, ở bển á. Có anh xem hành tinh đảo ngược có khác không? Ủa, còn 2 cái à? Hành tinh đảo ngược mắc cười không chú? Mắc cười con. Ủa chú sẵn nè. Để sẵn cho nó. Cái nào đẹp? Mày thấy cái nào cũng đẹp kìa. Cái nào cũng như nhau. Bỏ hết ta. À, hai cái rồi, đi cất đi rồi. À, không. Hai cái rồi, cất rồi nha. Rồi, cất rồi. Ghê lắm gì. Là chỉ được đôi trong ba cái này thôi hả? Ủa là sao? Là chị quẹt một cái, là tú một cái luôn á hả? Đúng rồi. Mà mua chung cái động, mua chung mà. Chung ấy mà. Còn chắc chơi dữ vậy? Quẹt một cái. Thi một cái. Thi luôn. Hai chị tám là còn 5 triệu. Đúng rồi, 5 triệu ha. Đúng rồi, anh trả 5 triệu. Anh mua là mua sỉ lần 5 cái chứ không mua lẻ. Anh trả 5 cái. B2 mua 5 cái. Bộ anh B2 có 5 cái đúng không? B2 5 cái. Lên anh có 5 cái luôn. Không, tính là 6 cái B2 rồi đó. Anh còn cái B2 đó, anh đợi anh nằm ở đây đấu giá cho lấy. Tôi đâu giá. Rồi. Ngày sinh nhật. Anh cảm ơn Khoa nhiều. Nhà con ngoài sinh nhật nè. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Anh Duy xài cái ví sẽ đi luôn hả? Có, con sẽ này từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh vô tay anh. Anh ấy chặn trước sân bay. Anh chặn bay thứ nhất. Anh ra sân bay của chị để anh. Anh ra sân bay nhất anh lượm con trên này anh em về anh xài. Bây giờ làm trên xài trên này. Ngày nào cũng nhắn tin nhớ mang cho anh. Đây con trên này của anh. Quá nhất luôn. Em ơi, thôi mình bắt đầu chơi đi ha. Cái tiếng cái chữ trong đây nè. Mà bằng cái tiếng Lào. Có được cho nhìn giấy không? Có được giấy nhiều quá. Thôi xin phép em đi về đó. Dạ, em nãy giờ em qua giờ chở em về. Thì đọc sai là thua. Mà đọc hai bên thì được đúng thì ai đọc sớm nhất á. Có gì xà lõn dây thun lũng không? Hả nè. Cái đọc cho cầm giấy đọc này qua luôn. Nhưng mà ai đọc nhanh hơn á thì người đó sẽ thắng. Người thua thì chấm Rong Nho với bạn bản này. Thôi bắt đầu 1, 2, 3. Đọc đi, đọc đi. Hôi, phôi. Nồi. Nồi. Hộp. Rồi sao anh như luôn. Có sai là hai
quát hả? Không, một người anh đi ăn à. Ăn một mù tạt bự nhất cưng. Không có đâu, chấm mù tạt mà. Chấm nha, không phải nha. Đây mù tạt nha. Con đem vệ sinh đây. Người giáo, người hướng anh ăn mù tạt được mà. Em không biết anh rồi, món luôn. Rồi, đúng rồi, hết con mới đi. Sao cái mới đi, phải cái mới. Chuẩn bị, món. Không, chữ này chữ gì? Rồi, cho nghiên cứu nước á. Tập đi. Rồi, phải không? Rồi. Chơi rồi đâu ta? Si. Si. Long. Si Long Phôi. Khoan, khoan, khoan. Si Long Phôi. Anh trước đúng không? Trước. Chúc mừng bạn. Tại vì đổ kìa em. Hai cái dùng thắng là được quà đúng không? Đâu có, Len chơi dùng loại mà. Loại ra. Cùng lúc là không loại lên sao? Hả? Hai người cùng lúc mà không loại được thì sao? Sao không cũng được, làm gì có chuyện đó. Có, sao sợ xảy ra nè. Không, yên tâm luôn, yên tâm, có xảy ra luôn. Nếu mà xảy ra là được loại, được thắng vô được đúng không? Không, liền biết nó xảy ra được. Không gì hết. Xảy ra được. Có ăn thôi, chứ gần gì thắng thua. Mình có chiến thuật là mình phải tập trung để rồi từ từ hai người đi bà đoán trước hả? Ba cái vòng phổ khoan có đồng chí đủ nhiều quá trong sáu thì đúng chứ ba người ta chập ba rồi trở ba nè. Thôi bạn chị thua đi, chú chán rồi. Chị bao giờ luôn ấy, trời ơi trời. Xay xong ăn xong anh đi, cứ mà không. Thế liệu không? Anh ăn người ta, anh ăn người ta. Anh đứng dậy đi ngơi luôn. Anh Duy là không ra, sao như vậy? Anh thấy chị rung rung luôn, chứ rung luôn kìa. Chị Giang xong chị nhớ hả? Hả là mặc cho nó thôi, là nó xong vậy. Chị đừng có chậm vậy. Không thấy luôn cái gì vậy ơi. Em thấy mà, em nhìn này nó chậm mà, thấy chưa? Phải không? Chậm mà, có mà. Nó thấy bắt công mà lên phường kiện. Chế ơi. Đi không quay lại luôn. Hai miệng ra. Cho nó phà ra. Giống như tiểu lung nhân phun lửa đó chị. Cái sữa nó có cái hồi tiên. Ủa bây giờ ba người sao anh? Ba người bây giờ. Bây giờ nè, ba người với lại nam vô đi, sao cùng ra em đúng không? Ừ. Đúng rồi. Hai người chấm, đấu ra kiếm người chung kết. Còn ba người. Bây giờ anh này bắn khôn ghê á. Phải xíu sợ. Ông khôn dễ sợ luôn. Nếu dầm người nào thắng người đó ra ngoài, hai người đấu. Bây giờ à, anh tu đi. Mà được rồi. Người nào thắng người đó. Rồi. Mở cái dù đi. Rồi bây giờ mình cái vòng này á là ai thua thì ra, xong rồi mình đầu vô vòng nữa. Rồi ok, chơi luôn. Này. Không có bánh đu tay đó lẹ. Người này đóng tao vui rồi, mình đi kiếm chuyện mình ăn được chứ. Rồi kiếm chuyện ăn rồi để đây. Đó thì quay ở đây. Mà cái dòng này để cho công bằng cho em xài luôn cái bản này của chị, bản dịch. Miễn làm đọc nhanh hơn chị là được. Thôi, chơi này là ăn gian. Không ăn gian cái này. Không ăn bản rồi. Mình chơi vô đây. Vô đây. Công bằng rồi. Rồi, số rồi, số. Cái thân tôi đúng. 1 2 3. Thoát lông tập khoan. Rồi thắng. Em đã thấy không đọc được chữ nào vậy? Hình như là không qua sức quyền bài luôn á. Học sao luôn. Không cần biết giờ thầm cũng lòng với nhau là cái đó mấy bạn chuyện. Rồi anh với em thôi nào. Giúp người ta đó. Rồi một tờ đưa anh đưa ốc lại. Đi anh nhìn. Hai lần rồi. Giờ chơi bắt đầu nha. Ờ chơi ai nữa vậy giờ ai? Hai người. Hai người hay ba? Ai vô chung kết rồi. Anh đến coi những điều nha. Ừ, còn như thế nào? Làm chung nha. 1 2 3. Lo kịch. Lo kịch. Lo kịch thúi phạm xóm. Quăng xồm. Rồi thua. Thôi thua. Ai kêu ta nhắc không kêu không bỏ rồi. Mẹ ơi chơi gì quá vậy chứ. Thôi muốn chơi không? Thôi. Chơi mình chơi nhắc thôi làm lại đi. Làm lại. Lên thường vậy hết. Thôi làm lại. Không phải đúng không? Ở đây có người làm nước giả. Không. Chắc công khai mà. Không giả. Ở đây là người chị thấy rõ ràng không? Chắc công khai. Hai người đều nghe, hai người đều có. Chắc công khai mà. Nhưng mà người ta sẽ lên mà cái gì? Như vậy mà. Làm lại đi. Thôi. Bây giờ đấu giá là Ác Thiên là người quyết định đúng không? Tổng tài luôn. Ở đây quyết định. Thuộc. Hết hủ đi. Thì trong đầu nghĩ chuyện ăn gian này. Tôi ngó chơi y cuối cùng thôi. Nhưng mà đọc nhanh lắm chơi y chưa tới tôi. Bà.
Tự khai ra có ăn gian. Chỉ câu cái từ cuối cùng thôi. Rồi bây giờ chung kết. Chuẩn bị chung kết, trận chung kết bắt đầu. Ủa xong rồi mà chung kết rồi mà. Thôi em biết anh thua rồi, đây thuộc lòng rồi. Đưa cái gì ra cũng thuộc lòng hết trơn. Tức là đêm qua đại học rồi. Thì giờ mình đi do cái này cho em nè. Rồi hai chơi mình đọc thôi. Không chịu. Rồi trận chung kết, trận chung kết cầm ra. Không ra. Ướt. Cả lên ba đi ra. Cái mặt có vẻ đẹp. Sao đây là trận chung kết giữa đội tèo lông, lấy cái đũa mới, tèo lông, lấy cái đũa mới, tèo lông, lấy cái đũa mới, lấy đũa mới không, không, để dịch tiếng Hàn ơi, nam phải không, nam hồi, khoan, khoan, nam hồi, tèo lông rồi đấy, khoan, 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 rồi, tèo lông, trận chung kết bắt đầu. chuẩn bị sẵn luôn nè thôi chết luôn à, chung kết nha thôi trời chết thiệt đúng không, rồi tập trung nha hơi bị nhiều quá, chung kết đâu 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 băng chết mẹ ơi băng lông đòi phòi thôi rồi thôi mà đọc chữ hoàng thôi hoàng. Vô tay Đúng rồi bây giờ vợ đi hết cái số này là vợ cháu chưa kịp chuẩn bị chị muốn đó. Trời chị ơi chị bạn đè lông anh không tôi sẽ hát bài cứ đi xa nơi này bạn đè lông thiệt để ông lấy cái quạt cho chị bạn đè lông bỏ nhiều lắm luôn chứ bộ kia không một ít thôi thêm miếng nữa mới ngon không để sữa vậy nhìn nha cái này là có chơi có chịu nha sữa sữa chết luôn á đi luôn á thế hả có sữa không đi vô chăm chồng bạn tè lông chị này ăn chay luôn mà ăn sữa ăn một nữa what the không có như tôi tưởng tượng Rất là ngon. Trời ơi, trời mắt trời mắt kìa. Thôi bây giờ anh em mình bắt đầu đi. Quay cái đầu con cá sấu nha mọi người. Thế nào? Cái trời ơi, đổ gì chị quậy? Cái này là tượng trưng cho ăn hoa nè. Anh chết lớn tuổi trong lòng ghê á. Mình nhớ mình. Tự xử luôn. Anh không biết bắt biểu gì á, tại anh thấy rượu ngon anh quay vô chúng để anh uống thôi. Em phải không? Thôi. Chị Quậy bắt biểu coi chị Quậy. Như tụi em rút kinh nghiệm coi. Cái rượu này á là chị gửi từ ngoài Bắc vào đây á. Nó rất là ngon á. Nhưng thôi là chị cũng cố tình quay về chị để uống. Ủa? Ở ngoài Cam Anh lận. Bây giờ như đây không ngon như vậy. Vui cực kỳ. Vui lắm. Này là ngày không hẹn nhưng mà gặp. Tiền gấp đôi. Chào cả nhà nhá. Tội ghê vậy, con nãy phản chủ mình quay mà nó chỉ ở kia, không chỉ ở đấy là chị quay đúng không? Cái người quay là đi theo dòng đó. Thì không. Không nhẹ cũng cái nữa. Thì nghĩ rồi cái con này nó khoái cái màu luôn. Để cho anh không. Lần này đáng lẽ là nó quay qua đây nè, nhưng mà chị qua đây cái nó quay qua đây. Đáng đúng thì nó quay qua tới đây nữa cái này không. Nói chứ ba cái nước rượu nếp này nó có dòng nhau. Đèo tiền. Tạo nét một chút chứ không có gì anh em qua chơi không lẽ giờ mình a few moments later sắp đi thành tiền không biết là bạn ấy như thế nào rồi đây. Oh my god, who the hell cares. Cứ rượu bắp mẹ thì cái tai hại quá đi à.
bắp mà, có gì đâu, uống ngon mà, nước nó sung lắm mà, đồ uống mà. Ai mà biết nước bắp nó độc hại gì đâu, nó làm cho đau đầu quá nè. Nằm rồi cũng vậy nổi luôn rồi đó. Nằm luôn không có chịu luôn hả ông? Chứ như đau đầu quá, biết phải làm sao. Mình làm việc mà đi nằm là sao? Tại nãy lỡ uống nhầm nước bắp. Trời ơi, cái nước bắp nó làm cho đau đầu ghê luôn á. Ai kêu, nhiều mốt uống nữa không? Thôi sợ quá, tởn luôn nha, tởn luôn. Không dám uống nước bắp nữa đâu. À, nước bắp gì đâu, không, mình không uống nước bắp còn không uống nước gạo luôn nha mọi người. À, mình sợ quá rồi, nước bắp chứ nước gạo gì đâu mà đau đầu quá à. Thôi ngủ ra, phê quá. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.